Chào cả nhà, mình là Nghĩa. Hiện tại thì đang ngồi trong chiếc Fortuner máy dầu số tự động. Xe này rất là hot đó. Vừa về đến đại lý Toyota Thăng Long. Và rất may là mình có dịp cận cảnh xem ngưỡng cái xe này luôn. Giới thiệu sơ qua quý vị các bạn một chút. Đó, các bạn thấy khác biệt chưa ạ? Màn hình thì DVD, điều hòa, chỉnh cơ, hộp số tự động 6 cấp, đi kèm hai chế độ lái Eco Power, có cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 7 túi khí quanh xe. Đây là sơ lược của chiếc nội thất chiếc xe này. Chúng ta sẽ cùng ra ngoại thất nhá, xem cái xe này nó có gì khác biệt so với các bản còn lại.